Trinh xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi trên đài truyền hình Tuổi Trẻ Hải Ngoại BUNTV 57.3. Và thưa quý vị, hôm nay trong phòng ghi hình chúng tôi có hai người bạn trẻ, đó là anh Tuấn Phạm và anh Kevin Nguyễn. Hai vị này sẽ là những người trong bàn tổ chức cho một buổi giao lưu văn nghệ dạ vũ hóa trang với cái tên là Giấc Mộng Đêm Hè. Thì chi tiết của cái buổi dạ vũ hóa trang này như thế nào thì bây giờ trước nhất mời anh Tuấn Phạm cũng như là Kevin Nguyễn gửi lời chào đến quý khán thính giả. Xin chào anh Trinh và xin chào quý khán thính giả của đài BYNTV 57.3. Kevin cũng xin chào chị và xin chào quý khán giả đang coi đài. Vâng, thưa quý vị, thật ra thì anh Trinh cũng là một người có tham gia trong cái chương trình giao lưu văn nghệ này, bởi vì nó mang một cái ý nghĩa mà thấy là thấy mùa hè tới rồi là mình phải có một cái gì mà đằng này là giấc mộng nữa quý vị, thì chắc chương trình nó cũng lâm ly lắm á. Thì bây giờ là Kevin hay là anh Tuấn Phạm có thể cho biết là cái chương trình nó có những cái gì để mà hấp dẫn chút xíu. Dạ vâng. Nghe cái tựa hay quá. Thì anh Trinh biết không, cái tụi này muốn làm một cái chương trình là dạ vũ hóa trang mà có phần văn nghệ và lấy theo một cái chủ đề của một cái vở kịch của Shakespeare, tức là Giấc Mộng Đêm Hè, tức là có một cái sự lẫn lộn của cái thần tình yêu trong cái đêm đó, và nó tạo nên nhiều cái tình huống rất là mơ mơ mộng mộng, đúng rồi. Thì mình muốn mang lại một cái không khí mà nó có mang âm hưởng của mùa hè đó. Yeah. Nó vừa sôi nổi vừa vui tươi mà nó đem lại niềm vui cho mọi người trong cái mùa hè. Yeah. Mùa hè thì nóng nực nhưng mà nằm mộng thì chắc cũng có nhiều cái lâm ly lắm á. Như vậy thì theo như anh Kevin thì chương trình đó nó sẽ được tiến hành như thế nào, vào lúc mấy giờ và mình sẽ cái cách tổ chức thế nào? Thì chương trình sẽ được bắt đầu vào lúc 7 giờ tối ngày 13 tháng 7, tức là thứ bảy tới này đó. Thì cái chương trình thì đây là anh Tuấn là người mà sắp xếp chương trình đó, cho nên là chắc anh Tuấn sẽ bổ sung thêm. Chương trình thì mình, anh Trinh biết không, chương trình thì mình sẽ bắt đầu từ lúc 7 giờ tối. Yeah. Tức là mình có một cái phần ăn nhẹ cho chương trình, thành ra mình muốn start nó hơi sớm một chút xíu. Rồi thí dụ như lỡ đi 8 giờ có ăn được không? Dĩ nhiên là đi 8 giờ thì quý vị vẫn có thể ăn được, tại vì mình sẽ phục vụ cái phần thức ăn gọi là thức ăn nhẹ. Finger food là chủ yếu, cho nên là nếu mà quý vị có bận công việc một chút xíu mà phải tới trễ thì vẫn sẽ được phục vụ cái phần ăn cho cái ngày hôm đó. Mà mình hóa trang có nghĩa là mình có thể hóa trang từ nhà rồi đến đó rồi lúc ăn sao? Thì đây là một câu hỏi rất là thực tế, phải không anh Trinh? Thì nếu mà quý vị hóa trang từ nhà thì khi mình tới đó thì nó cũng không có làm ảnh hưởng tới cái phần hóa trang của mình, tại vì cái phần ăn thì cái phần ăn thì nó là những phần ăn rất là nhẹ nhàng, mình có thể vừa ăn vừa nói chuyện với bạn bè cũng như là uống một chút rượu nhẹ cocktail hoặc là cocktail và vui chơi với bạn bè mà nó không ảnh hưởng gì đến cái phần hóa trang của mình cả. Mà anh Trinh thấy không ảnh hưởng nhất là mình muốn ăn bao nhiêu ăn, người khác không biết mặt mình là ai hết. Quý vị đêm đó là cứ việc thoải mái. Nếu quý vị nào mà hóa trang mà hơi bị bịt bùng chỗ cái miệng thì mình cũng có thể là mình tạm thời lúc đó mình tháo cái phần hóa trang ra đi để mình ăn xong rồi sau đó mình có thể hóa trang cho nó đậm nét. Thì quý vị có thể hóa trang sơ sơ rồi mình để dành một số cái dụng cụ gì đó rồi đến đó rồi mình sẽ hóa trang tiếp. Thì tại vì nghe nói là sẽ có giải thưởng cho hóa trang nữa mà. Nghe ra thì anh Trinh có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái những cái việc đi hóa trang như thế này, đúng không? Thì hôm đó thì tụi Tuấn cũng có một cái chương trình, tức là mình có ba cái phần giải thưởng cho những quý vị nào mà có cái phần hóa trang nó mang tính cách mà được mọi người hưởng ứng. Thì mình sẽ có một cái phần thưởng cho những quý vị đó. Theo như Trinh được biết cùng với Kevin Nguyễn cũng như là Tuấn Phạm đây thì chúng tôi ban tổ chức là sẽ, quý vị coi chừng, coi như lúc ăn, lúc uống, lúc hóa trang sẽ có những cặp mắt theo dõi để biết rằng những người nào hóa trang mà được nhiều người hưởng ứng rồi, và chấm điểm ngầm thì những người đó sẽ được mời lên sân khấu và đúng sau rồi. Đó thì cái sự chấm điểm cuối cùng là sự bốc thăm, đúng rồi, hên xui cho đúng những rồi. Người đã được chấm vô vòng chung kết. Đúng rồi. Vâng, thì lúc đó mình
ai ăn xấu nhất chắc cũng được. Như vậy thì không đó, mà nếu mà quý vị có được người dẫn chương trình mời lên sân khấu thì cũng đừng có ngạc nhiên. Là coi như bị để ý rồi đó. Vâng, thì một cái chương trình rất là vui nhộn. Thì trong cái lúc mà chúng ta chưa thật sự vô cái dạ vũ hóa trang thì mình được ăn uống và vẫn có những cái phần văn nghệ trên sân khấu để mà hát. Sẽ có những tiếng hát, có thể nếu quý vị chưa có nghe ở thành phố Houston này, nhưng mà hôm đó sẽ hát rất là hay để gửi tặng đến những vị tham dự ở đó. Và theo anh Trinh được biết là thành phần tham dự cũng là giống như ba thế hệ luôn á. Đúng rồi, đúng rồi. Là chúng tôi không những người trẻ, nhưng mà không có nghĩa là chỉ trẻ không, mà những người, các chú, các bác, rồi những anh, những chị, những em đều có thể tham gia được. Đúng rồi. Theo như cái số vé chúng tôi bán ra thì chúng tôi đã thấy là có ba thế hệ cùng tham gia với chương trình này. Thì đó là một cái đúng là giấc mộng đêm hè. Đúng rồi. Mà nếu mà người nào được giải thưởng thì đúng là giấc mộng đã thành. Anh Trinh nói rất là đúng, tại vì mình cũng muốn dùng cái âm nhạc là một cái thông điệp để mà cho ba thế hệ mình thấu hiểu nhau thông qua cái cái thông điệp là âm nhạc. Vâng, thưa quý vị, thì thường thường mình làm gì nó cũng phải có một cái chi phí để mình lo cho chương trình, cho chương trình và cũng như lo cho cái người đến tham dự. Thì được biết là vé là 20 đô la để mà chúng ta vào có một cái bữa ăn uống và được vui chơi và hóa trang và có thể là đạt được giấc mộng là sẽ có một cái phần thưởng. Thì thưa quý vị, thì anh Trinh thấy cuối tuần với một cái chương trình mà đến với nhau như vậy nó rất là vui và có ý nghĩa, rất là lạ trong cái mùa hè nóng nực này. Thì vé hiện giờ cũng đã bán được rất là nhiều và vẫn có bán ở tại cửa. Và đồng thời quý vị, từ bây giờ đến thứ bảy là còn có ngày mai nữa thôi, cho tới 6 giờ chiều ngày mốt. Thì quý vị có thể liên lạc với những cái số điện thoại mà sẽ hiện lên trên đài truyền hình để mà quý vị có thể liên lạc để mua vé, như anh Trinh ở số điện thoại 713-391-9843 và số điện thoại của anh Tuấn Phạm là 713-594-2405 504-2405 và anh Kevin Nguyễn là 713-598-7880 để mà quý vị có những chiếc vé trong tay. Nếu không được thì tới cái lúc đó vẫn có vé tại cửa để cho quý vị có thể vô để với một cái chương trình rất là vui nhộn với những tiếng ca hay mà chưa bao giờ quý vị nghe ở thành phố Houston này, những tiếng ca đã núp bóng từ lâu. Bây giờ mới chịu xuất hiện. Tới mùa hè này mới xuất hiện. Mà không những chịu xuất hiện mà còn phải đeo mặt nạ nữa. Đeo mặt nạ nữa, tại vì chắc là sợ quá rồi. Vâng, nghĩa là trên sân khấu những MC, những ca sĩ cũng đeo những mặt nạ và quý vị có thể, vậy mình có giới thiệu tên không? Chắc chắn là mình sẽ giới thiệu tên, nhưng mà đây là những ca sĩ đeo mặt nạ và mình sẽ rón rén lên sân khấu. Bữa đó thế nào chắc nhìn Kevin không có ra rồi đó, tôi cũng không có ra rồi đó. Như vậy thì trong cái bữa hôm đó chúng ta sẽ được làm quen những người bạn mới của mình mà mình chưa bao giờ gặp, tối hôm đó mới gặp. Mình được nói chuyện với những khuôn mặt lạ, coi như là bữa đó mình cũng có quen nhau nha. Tức là mình cũng có cái cơ hội để mình thấy được một cái khía cạnh khác lạ của những người bạn của mình trong cái đêm hóa trang đó. Vâng, và quý vị cũng có thể là mình thể hiện cái tâm tính mình với cái nhân vật hóa trang đó. Đúng rồi. Thành ra nếu đứng kế xã hội đen cũng coi chừng đó quý vị. Tại vì là trong tâm tưởng của mình cũng có cái ý đó, đúng không? Người nào thể hiện càng hay thì cái hy vọng bước lên sân khấu nhận giải thưởng càng cao. Thì chương trình chúng tôi muốn nhắc lại là một cái chương trình giao lưu văn nghệ với giấc mộng đêm hè do những người bạn trẻ cùng nhau gọi là, tụi tôi phải gọi tạm thời là nhóm ham vui, ham vui. Để mà đem cái nghệ thuật cũng như là vào cái mùa hè này cho tất cả những quý vị đến với chương trình, từ những em nhỏ cho tới các anh chị cũng như các chú các bác cũng đến tham gia chương trình với một cái sự hóa trang, không phải mình hóa trang như là Halloween đâu. Mình hóa trang như thế nào để mình cảm thấy rằng mình thoải mái, mình happy với cái nhân vật mình chọn. Thì như vậy rất là đặc biệt. Có thể mình đến mình gặp bá tước cũng có, mình gặp ăn cướp cũng có, mình gặp xã hội đen cũng có, mình gặp bất cứ cái gì. Và mình có thể làm bạn với nhau. Thì một cái chương trình quả là quá vui đi quý vị. Thì mong rằng quý vị cũng đến để hưởng ứng cái chương trình. Hiện giờ thì số vé bán được cũng đã là 200 vé rồi. Khoảng 200 vé rồi, và chúng tôi mong được nhiều hơn nữa để mà chúng ta có một cái buổi vừa được ăn uống, có phần văn nghệ với những ca sĩ rất là đặc biệt. Lần đầu tiên ca sĩ đeo mặt nạ. Rồi sau đó thì chúng ta lại có buổi dạ vũ rất là vui.
trong với những người bạn mới mà chỉ có tối hôm đó mình mới gặp, và phần cuối sẽ là giấc mộng đêm hè được được hiện thực đối với những người bước lên sân khấu để nhận giải. Thì bây giờ Kevin có thể hay là Tuấn có thể chia sẻ thêm những cái nét vui gì, độc đáo gì trong chương trình? Quý vị biết không, thì ngoài những cái niềm vui, những cái bất ngờ thú vị mà quý vị sẽ được thưởng thức trong cái phần văn nghệ cũng như là cái phần dạ vũ, thì Tuấn nghĩ là tất cả những người tham dự cho cái chương trình dạ vũ Giấc Mộng Đêm Hè hôm thứ Bảy tuần này á, thì cũng sẽ có được những cái thú vị. Giống như là bây giờ tôi ngồi đây nhìn thấy anh Trinh rất là xinh đẹp ngồi đây, nhưng mà không biết là cái ngày hôm đó thì có cái bất ngờ gì. Không, nhiều khi mình ngày thường mình thấy bạn bè của mình giống như vậy, nhưng mà cái đêm đó thì họ có thể hóa trang cái gì làm cho mình rất là bất ngờ, và dĩ nhiên là thú vị, đúng không? Tại vì sự bất ngờ thì luôn luôn đem lại dù bữa đó có gặp mình là phù thủy thì cũng rất là thú vị và bất ngờ, coi chừng đấy. có thể là hơi ngỡ ngàng. Vâng, thưa quý vị, một cái chương trình rất là vui nhộn, và cái sự vui nhộn đó nó sẽ làm cho tan cái nóng của mùa hè để mà chúng ta có những cái nụ cười giòn giả với cái tình thân của những người tại Houston này. Và quý vị cũng nghe được những bài hát về quê hương, về tình yêu đôi lứa, và những bài nhạc kích động, sống động để mà chúng ta có những cái điệu nhảy rất là rộn ràng trong cái Dancing All Night đó. Thì anh Trinh cảm thấy là háo hức rồi đó. Và khi mà anh Trinh gọi bạn bè về chương trình này thì rất là nhiều người cảm thấy rất là thích, và nghĩ rằng là không biết tại sao mà chúng ta làm được cái chương trình này, thì anh Trinh cũng phải dùng chữ là tại vì chúng ta ham vui. Ham vui trong một cái mùa hè nóng nực này, muốn mang đến một cái gì đó nó nghệ thuật nhưng nó có tính cách là vui vẻ, và nó có tính cách là nó gắn kết mọi người lại. Đúng rồi, gắn kết mọi người với nhau giống như một cái cộng đồng mà mình vui trong cái mùa hè với nhau, và open cho tất cả mọi cái lứa tuổi. Để mà tại vì thường thường mình thấy ngày thường á thì các chú các bác anh chị cũng đến cái chỗ đó để mà vui, thì hôm đó thì quý vị cũng đến đó và giới thiệu với bạn bè, bởi vì nó có những cái đặc biệt trong cái ngày hôm đó, mà phải nói sự đặc biệt thú vị. Quý vị mang hết những cái gì mà mình có thể hóa trang được để mà mình sẽ diễn ngày hôm đó với cái nhân vật mà mình mang hóa trang. Thì bây giờ có thể cho biết là Tuấn Nguyễn sẽ hóa trang thành cái gì, bật mí chút xíu coi. nếu như mà Tuấn nói là Tuấn hóa trang thành xã hội đen thì anh Trinh có thể tưởng tượng ra được không? bữa đó anh Trinh sẽ làm rất nghèo nàn để không có bị xã hội đen chấn lột cái gì hết. Vâng, thì ở chương trình phải nói là sẽ có những cái nhân vật mà cũng có những nhân vật đối đáp ứng lại để mà chúng ta thấy là một cái sự vui nhộn. Và quý vị có thể nhìn lại những cái nhân vật mà ở những cái thập niên xa xưa, tại vì anh Trinh cũng nghe có người sẽ hóa trang thành một nữ bá tước gì đó, thì chúng ta sẽ nhìn thấy rất là vui khi hoặc là một anh chàng hippie, một anh chàng hippie của thập niên 70. Và trên sân khấu thì những MC cũng sẽ là những người được hóa trang thành những nhân vật mà những cá nhân rất yêu thích. Thì chúng tôi cố gắng một cái chương trình như thế nào để chúng ta có những nụ cười, và chúng ta từ nụ cười đó chúng ta hy vọng rằng cái vòng tay được nối với nhau để mà chúng ta có những chương trình kế tiếp thật là vui nhộn cho cái mùa hè, dành cho những người bạn trẻ cũng như những vị mà phụ huynh cũng có thể cùng với con em mình đến vui chơi. Và ở nơi đó thì chúng ta không có cái ngăn cách về tuổi tác, mà chúng ta chỉ có chung một cái niềm vui để tìm đến một cái giấc mộng đêm hè, phải không quý vị? Của những người Việt chúng mình ở hải ngoại. Dạ đúng rồi, bởi vì ở ngoài này thật sự thì Kevin với lại anh Tuấn cũng biết là mình cả tuần mình đi làm, mình không có cái thời gian để mà mình nghĩ tới những cái chuyện đó đâu. Nhưng mà cuối tuần thì mình cho phép mình được relax một chút xíu để mình cũng giảm được những cái stress trong cái đầu của mình. Thì cái niềm vui đây là cái gì cũng rất là lành mạnh, là mình đến với nghệ thuật cũng là một cái sự mà mình cống hiến cho một cái tập thể, những tiếng hát lời ca. Và ngược lại, đặc biệt là ngoài những tiếng hát trên sân khấu thì mình cũng có mời những quý vị đến tham dự là ghi danh để lên trình diễn bài hát của mình trong cái thời gian mà có được để mà góp vui với chương trình.
Vì vậy nên là quý vị nào muốn hát cũng chuẩn bị cho mình, để mà mình sẽ đóng góp cùng với chương trình để có những tiếng hát của quý khách thính giả cùng góp vui với các anh chị em trên sân khấu. Mà đúng ra thì tụi mình thì đáng chỉ là những đứa em hay là những đứa con cháu thôi đối với những quý khách thính giả, bởi vì trên đây cũng là một nhóm 6-7 người, là những người trẻ muốn làm một cái điều gì đó cho có ý nghĩa mùa hè, vui trong cái sự lành mạnh, vui trong sự lành mạnh. Mà được cống hiến cái nghệ thuật, những người đam mê nghệ thuật, những người yêu biết hát và muốn đem tiếng hát của mình gửi đến cho đời một cái gì đó để mà chúng ta cùng vui với nhau. Và đặc biệt là mình cũng có một cái dịp mà exercise nữa nha. Đó là mình sẽ khiêu vũ hết mình. Thậm chí quý vị nào không biết khiêu vũ cứ khiêu vũ, tại vì người ta không biết mình là ai hết. Mình cứ đặt chân thoải mái, tại vì cũng không ai biết mình là ai hết. Thì mình không ngại gì hết. Mình cứ mặc những bộ áo quần đẹp để mà mình chia sẻ với những bạn bè của mình về cái nhân vật của mình. Thì anh Trinh thấy một cái chương trình quá là ý nghĩa, mà chỉ có 20 đô la để mà chúng ta đổi lấy một cái niềm vui cuối tuần thì nó cũng rất là xứng đáng. Và quý vị có thể là liên lạc với anh Trinh cũng như anh Kevin Nguyễn, anh Tuấn Phạm với những số điện thoại mà quý vị thấy ở trên màn hình đang chiếu. Và quý vị nếu chưa mua vé được thì không sao hết, quý vị đến ngay trước cửa, vé cũng chỉ bán với cái giá 20 đô la để chúng ta vào cửa cùng chung vui với ban tổ chức của chương trình này. Cảm ơn anh Trinh và xin cảm ơn quý khán thính giả của đài BYNTV 57.3. Hy vọng là quý vị sẽ đến và ủng hộ cho chương trình vào thứ Bảy tuần này. Vâng, thưa quý vị, thì những người trẻ chúng tôi cũng đột phá, nghĩa là làm một cái chương trình, và mong rằng nếu nó được sự hưởng ứng và thương yêu của quý vị đồng hương thì mình sẽ tiếp tục có những cái chương trình vui nhộn khác về mùa thu, mùa đông, để mà chúng ta có những cái vui khác nhau. Mùa đông, mùa thu mình sẽ có những cái chủ đề khác nhau để mà chúng ta có những cái cuộc vui, như nói là những người ở hải ngoại, nhưng mà cái cuộc vui luôn luôn cũng trên cái tinh thần những bài hát lời ca cũng hướng về quê hương và trên cái tình thương yêu của những người xa xứ. Trong đây thì thấy anh Kevin là hiền nhất, thì không biết là trong đầu đang ngồi tính làm cái vai gì đó, hóa trang đi gì đó mà tính toán dữ quá đi không nói gì hết. Thì anh Kevin có những lời gì để trước khi mình tạm biệt quý khán giả? Em cũng xin cảm ơn quý khán giả đang theo dõi đài. Đây là một cái chương trình rất là vui, những bạn trẻ với nhau làm việc với nhau, và cũng mong được sự ủng hộ của tất cả quý khán giả. Bảo đảm bữa đó sẽ rất là vui. Vâng, thì một lần nữa trước khi gửi lời chào tạm biệt thì anh Trinh cũng mời tất cả quý vị đã nghe được cái buổi talk show hôm nay của chúng tôi, ban tổ chức của cái chương trình giao lưu văn nghệ có dạ vũ hóa trang với cái tên là Giấc mộng đêm hè, thì sẽ đến để ủng hộ. Cũng cảm ơn những vị đã mua vé rồi ủng hộ cho chương trình của những người trẻ, và chúng tôi cũng rất là trân trọng để đón tiếp những quý vị mà có thể mua vé tại cửa hay là liên lạc qua số điện thoại của chúng tôi, để mà cái chương trình chúng ta đông hơn nữa, để chúng ta được thực sự vui nhộn trong cái mùa hè, và trong đó thì sẽ có những vị sẽ đạt được giấc mộng đêm hè vào cuối chương trình. Và chúng tôi cũng mong rằng sự may mắn đó đến cho bất cứ một quý vị nào. Đó là một cái bữa mà chúng ta hợp mặt cùng nhau với vui. Và mong rằng sau giấc mộng đêm hè thì mình sẽ còn những cái giấc mộng đêm thu, đêm đông gì đó kế tiếp. Thì có được hay không thì cũng là để xem trong chương trình Giấc mộng đêm hè. Nếu quý vị ủng hộ để chúng tôi có được sự thành công đây là thật sự về mặt tinh thần, thì chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau để có những chương trình khác mà chúng tôi tiếp tục tổ chức, để có những cái buổi vui rất là thân mật và rất là đậm tình của những người Việt Nam xa xứ, mang một ý nghĩa về nghệ thuật nữa. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi buổi nói chuyện hôm nay của ban tổ chức về buổi giao lưu văn nghệ có dạ vũ hóa trang tại Houston by Night. Nãy giờ mình quên nói cái đó. Houston by Night ở đường Fieldcrest. Thì quý vị đến đó và được bắt đầu vào lúc 7 giờ tối.
quên ha, nãy giờ quên nói ở Houston by night. Xin cảm ơn anh Trinh. Vâng, xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ Bảy lúc 7 giờ tại Houston by night. Xin cảm ơn anh Trinh.